Lần sau nếu mẹ cần việc gì, mẹ cứ gọi điện nói chuyện thẳng với bọn con. Mẹ cứ mang chuyện ốm đau thế này, xong rồi lại nhờ cô hàng xóm gọi điện hộ làm bọn con lo sốt vó, thót cả tim đấy ạ. Ừ. À này, đây, mẹ mua ít rau sạch với thịt sạch này, lát nữa con mang lên nhá. Thôi thôi, dạ. Thôi. Trên nhà con không thiếu cái gì cả, mẹ không phải gửi lên đâu. Ồ hay, chứ tôi mua cho thằng Tùng với con Mai, chứ tôi mua cho anh à, mà anh từ chối hả? Mà thôi, anh cứ cắm ca cắm cầu với mẹ thế, anh bớt một lời đi, mẹ đã có lòng. Thôi được rồi, thế không có chuyện gì thì vợ chồng con về đây. Dạ, ô, anh, này, tôi đã nói xong đâu, hả? Thế còn chuyện gì nữa à? Thì anh chị cứ vào nhà nhá, tôi nói chuyện. Hai đứa ngồi xuống đây. Mẹ ơi, thế có chuyện gì thì mẹ nói luôn đi, để vợ chồng chúng con còn ra bán hàng, nhà bao nhiêu việc ạ. Mẹ cần lấy chồng. Hả? Mẹ cần lấy chồng hả? Mẹ muốn lấy chồng. Mẹ cần lấy chồng. Tai có nghe nhầm không đấy? Em cũng nghe rõ thế mà. Mẹ ơi, con nghĩ là ở độ tuổi 70 của mẹ bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa. Nếu mà mẹ lấy chồng ý, con sợ là hàng xóm láng giềng họ sẽ cười đấy ạ. Cười cái gì chứ? Tôi chả sợ. Mẹ không sợ, nhưng mà chúng con ngại lắm mẹ. Dạ vâng ạ. Dạ. Mẹ không ngại ấy, thì anh ngại cái gì nào? Mẹ sống đời của mẹ nhá, ai dám đàm tiếu mà nói qua nói lại. Mẹ cũng hỏi dò hàng xóm rồi, ai người ta cũng ủng hộ, chỉ có mỗi hai đứa là phản ứng rồi đấy. Thế mẹ định lấy ai ạ? Tôi chưa chọn được. Chưa chọn được ấy ạ? Con lại cứ tưởng là mẹ báo với chúng con để tổ chức một đám cưới cho mẹ thôi. Không, mẹ muốn các con tìm cho mẹ một ông mang về đây. Úi giời, con chịu mẹ thật đấy. Mẹ bảo kiếm một ông chồng mà cứ như là mua mớ rau cân thịt ở ngoài chợ ấy. Mẹ biết là không dễ dàng gì, cho nên mẹ mới bảo anh chị về đây để cùng bàn chứ. Mẹ muốn anh chị tìm cho mẹ một ông, để đến lúc tắt lửa tối đèn, ông bà già có nhau nó đỡ cô quạnh. Thế nhưng mà khổ lắm. Thôi, anh. Hả? Em thấy mẹ muốn như thế cũng đúng mà. Bây giờ mẹ ở đây có một mình, không có ai, cô đơn lắm. Tuổi của mẹ còn trẻ trung gì nữa đâu. Tìm một người tâm đầu ý hợp đâu phải là dễ hả em? Thì đúng là khó thật. Chứ sao nữa? Anh nói thật cho em nhé, đấy là ơn rời. Thì mẹ còn khỏe mạnh như thế. Chứ còn nhiều người cùng trang lứa với mẹ ở xóm này nè, đi theo ông bà ông vải hết rồi em biết không? Thôi, mẹ chả cần. Anh chị mà không giúp cho mẹ, mẹ đi nhờ hàng xóm vậy. Thôi, được rồi mẹ ơi. Thôi, được rồi, con sẽ giúp. Thế chứ. Anh chị kiếm cho mẹ một người để bầu bạn. Mẹ hứa là mẹ sẽ không làm phiền anh chị nữa. Úi dồi ôi, trên đời này độc nhất vô nhị chỉ có mẹ thế đấy. Rảnh rỗi chỉ nghĩ việc gì để hành con cái thôi. Hành con cái? Con gì nữa? Thế sao anh bảo là việc gì anh cũng làm được hả? Chỉ miễn là mẹ thích. Thế hóa ra là anh nói phét mẹ à? Tiền bạc ở trong nhà này á, anh xin là mẹ cho. Anh muốn cái gì là được cái đấy nhá. Thế mà bây giờ nhờ có cái việc còn con thôi mà cứ lầm ba lầm bẩm ấy. Không phải, cái việc dễ thì con có thể làm được, cái việc này khó tẩy đình như thế này. Thôi được rồi. Con sẽ tìm cho mẹ một người để mẹ bầu bạn, mẹ tâm sự, mẹ chia sẻ, để mẹ vui vẻ sống tuổi già. Con xin hứa với mẹ như thế có được không ạ? Thế chứ, thế có phải ngoan không?